Thế giới bàng hoàng khi khoảng 800.000 người Rwanda bị thảm sát trong khoảng 100 ngày, bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 1994. Những thành viên thuộc sắc tộc Hutu chiếm đa số, sát hại khoảng 70% người Tutsi thiểu số sinh sống ở Rwanda và nhiều người Hutu ôn hòa. Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi đó bị trong và ngoài nước chỉ trích vì không làm gì để ngăn chặn vụ thảm sát. Bốn năm sau, ông tới thăm Rwanda và phát biểu tạ lỗi. Chúng tôi đã không hành động kịp thời sau khi vụ thảm sát bắt đầu. Khắp thế giới có những người như tôi ngồi trong văn phòng, ngày này qua ngày khác. Không thấu hiểu được mức độ và tốc độ mà các bạn bị nhấn chìm bởi nỗi kinh hoàng không tưởng tượng nổi này. Mặc dù đã có tuyên bố sẽ không xảy ra lần nữa, thảm họa ở Rwanda không chấm dứt được tình trạng bạo lực tràn lan nhắm vào thường dân. Kể từ đó, diệt chủng ở khu vực Darfur của Sudan và bạo lực giáo phái tại Cộng hòa Trung Phi là những hành vi tàn bạo trên diện rộng khiến hàng triệu người chết hoặc vô gia cư. Trong cuộc nội chiến Syria, ít nhất 150.000 người đã bị giết chết và Tổng thống Barack Obama bị cáo buộc không hành động gì. Ông Adote Akwe thuộc Tổ chức Ân Xa Quốc tế nói sự chống đối của Nga trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn chặn những nỗ lực của tòa bạch ốc chấm dứt bạo lực ở Syria. Cộng đồng quốc tế phải kết thúc cuộc khủng hoảng ở Syria bằng cách nào đó. Và chính quyền Obama vẫn thường xuyên nỗ lực làm điều đó, nhưng chưa thực sự đạt được những kết quả mà tất cả chúng ta muốn thấy. Nhà ngoại giao Mỹ kỳ cựu Johnny Carson, giờ là cố vấn cấp cao tại Viện Hòa bình Mỹ, cho biết cuộc diệt chủng Rwanda dạy thế giới cần phải hành động nhanh chóng. Hành động nhanh chóng và tập hợp những nguồn lực của cộng đồng quốc tế để lên án và phản ứng càng nhanh càng tốt khi chúng ta thấy sự tàn bạo sắp xảy ra. Đại sứ Carson nói bài học Rwanda và những vụ thảm sát khác khiến Tổng thống Obama thành lập một ban phòng chống tàn bạo. Ban này là một nhóm liên ngành hội họp mỗi tháng một lần. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng An ninh Quốc gia, để xem xét những tình hình khắp thế giới có khả năng biến thành sự tàn bạo và bạo lực diễn rộng. Ông Akwe nói ban này là một bước tiến quan trọng, nhưng những nỗ lực ngăn chặn sự tàn bạo phải bắt đầu sớm hơn. Có lẽ sẽ tốt hơn và ít tốn kém hơn nếu ngăn chặn sự bất dung chấp và những tuyên truyền mang tính thù hằn ngay từ sớm trước khi tất cả những tác nhân xuất hiện và mọi người bắt đầu bị đe dọa. Ông Akwe nói, cách tốt nhất để ngăn chặn nạn diệt chủng là cho thấy thế giới đang theo dõi và sẽ không dùng thứ điều đó.